Vận động viên than trời vì đói ăn, cơm thiếu thịt tại Olympic. Nhiều vận động viên đã than trời vì tình trạng đói ăn. Những phần ăn của ban tổ chức Olympic cung cấp khá lèo tèo và thiếu thịt. Kỳ Olympic Paris 2024 chịu khá nhiều chỉ trích về khâu tổ chức. Nhiều vận động viên than phiền rằng họ không được trang bị điều hòa, phải ngủ trên chiếc giường làm bằng bìa cát tông. Bên cạnh đó, họ cũng không được cung cấp bữa ăn đúng chuẩn dành cho vận động viên. Trên mạng xã hội, những vận động viên Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh về khẩu phần ăn khá lèo tèo và không được cung cấp đầy đủ thịt và protein cần thiết. Ngoài các vận động viên Trung Quốc, những đoàn thể thao khác cũng không ngừng kêu gào về tình trạng đói ăn trong những ngày qua. Chủ tịch Hiệp hội Olympic Anh, Andy Anson, tiết lộ rằng nhiều vận động viên Vương quốc Anh đã từ chối dùng bữa ở làng Olympic. Thay vào đó, ông đã điều động những đầu bếp từ Anh và thiết lập cơ sở hoạt động cách làng Olympic chừng 15 phút lái xe để cung cấp thực phẩm cho vận động viên. Theo tờ Guardian Anh, ban tổ chức Olympic đã hứa với các vận động viên sẽ cung cấp cho họ những bữa ăn theo tiêu chuẩn nhà hàng Michelin, nhưng thực tế khác xa. Chứng hay những thực phẩm giàu protein trở nên khan hiếm. Các vận động viên phải xếp hàng dài lấy thực phẩm và không phải ai cũng có được. Có khoảng 40.000 suất ăn cần chuẩn bị mỗi ngày ở làng Olympic, trong khi nhà hàng chỉ có 3.000 chỗ ngồi. Một vận động viên giấu tên người Anh nói về tình trạng hỗn loạn vào mỗi bữa ăn. Người này chia sẻ với tờ The Times, những ngày gần đây, lượng người tới ăn ngày càng nhiều, tạo nên tình trạng hỗn loạn. Ban tổ chức nói rằng sẽ có nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật hơn. Đôi khi, nếu bạn tới ăn vào giờ cao điểm, ngay cả một miếng thịt gà cũng rất khó kiếm. Tương tự như đoàn thể thao Vương quốc Anh, các vận động viên Hàn Quốc không hài lòng khi hầu hết món ăn trong làng Olympic là đồ chay. Do đó, đội hậu cần của Hàn Quốc sẽ cung cấp cơm hộp cho từng vận động viên của nước này, mỗi bữa ăn. Đội ngũ hậu cần của Hàn Quốc đã thiết lập một nhà bếp tạm thời ở Fontainebleau. Họ có trách nhiệm giao 150 suất ăn vào mỗi bữa vào làng Olympic, một ngày hai lần. Đội hậu cần của Hàn Quốc mua thịt, rau và trái cây ở Pháp, đồng thời vận chuyển 1,5 tấn gạo, 0,5 tấn kim chi và các loại gia vị khác từ Hàn Quốc. Theo tiết lộ của một vận động viên khác, 2 trên 3 trong số 500 món ăn được phục vụ trong làng Olympic là đồ chay. Chẳng hạn như món thịt bò hầm rượu vang đỏ được chế biến từ thịt nhân tạo. Ban tổ chức Olympic Paris quy định khá nghiêm ngặt về chất lượng đối với thực phẩm. 1 trên 4 tổng số nguyên liệu được vận chuyển trong phạm vi 250 km quanh Paris. Bên cạnh đó, 20% số thực phẩm phải được chứng nhận hữu cơ. Tất cả thịt, trứng, sữa phải có nguồn gốc từ Pháp. 1 trên 3 số thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Tập đoàn siêu thị Carrefour là đơn vị đảm nhận trách nhiệm cung ứng thực phẩm cho các vận động viên trong suốt Olympic. Công ty Sodexo Live sẽ phụ trách nấu nướng trong làng Olympic.